Sừng đúc tiền hoàng gia của Anh đã sản xuất ra đồng xu lớn nhất từ trước đến nay để đánh dấu đại lễ bạch kim của nữ hoàng Elizabeth. Đồng xu khổng lồ nặng 15 kg, có đường kính 220 mm và được làm bằng vàng ròng. Mất 400 giờ để chế tác ra đồng vàng này và nó có giá trị là 15.000 bảng Anh, tức là khoảng 18.700 đô la. Một mặt của đồng xu khắc hình nữ hoàng cưỡi ngựa và mặt còn lại khắc ký hiệu riêng của nữ hoàng. Ông Paul Morgan, giám đốc kỹ thuật của The Royal Mint cho biết, Tính đến thời điểm hiện tại, đây là đồng xu lớn nhất của Vương quốc Anh. kích cỡ lớn của đồng xu đã cho phép họ vượt qua những giới hạn của việc đúc tiền thông thường để làm ra những hoa văn đúc nổi chi tiết. Đồng xu này được một nhà sưu tập giấu tên đặt làm để kỷ niệm Đại lễ bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth. Nhà sưu tập này đã có một bộ sưu tập các đồng xu kỷ niệm các thời khắc quan trọng trong suốt triều đại của Nữ hoàng. Nhân dịp này, Sưởng đúc tiền hoàng gia của Anh cũng đã phát hành 1,3 triệu đồng xu 50 pence để đánh dấu 70 năm Nữ hoàng Elizabeth lên ngôi. Nước Anh sẽ kỷ niệm sự kiện này trong 4 ngày vào tháng tới.